Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tháng 2 năm 2023, tổng vốn đầu tư thực hiện nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai ước đạt hơn 356 tỷ đồng, tăng 65,67% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư thực hiện tháng 2 tăng mạnh so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu là do kế hoạch vốn năm 2023 tăng hơn 1.473 tỷ đồng so với năm 2022 và không trùng vào kỳ nghỉ Tết như năm trước. Đặc biệt năm nay, ngay sau kỳ nghỉ Tết, các chủ dự án đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công công trình chuyên tiếp các dự án trọng điểm của tỉnh như cảng hàng không Sapa, cầu biên giới qua sông Hồng tại xã bản vượt và hạ tầng kết nối, đường BOT Lào Cai-Sapa, tỉnh Lộ 156, cầu Phú Thịnh, các công trình kè dọc sông Hồng nhằm tạo cơ sở cho phát triển đô thị.